Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay mùng 9 tháng 2, tình trạng nồm vẫn xuất hiện tại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành của Bắc Bộ. Nồm ẩm kéo dài trong nhiều ngày đang gây ra nhiều xáo trộn trong cuộc sống của người dân. Nhất là những người già khi ra đường vào buổi sáng ngày hôm nay đều cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Hà Nội. Tại Hà Nội, sương mù che phủ thành phố từ sáng khiến bầu trời trở nên âm u. Đến giữa trưa, mây mù vẫn xuất hiện. Dù trời nồm ẩm, nhưng ông Đỗ Thiện Cơ vẫn tranh thủ ra khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, những ngày này ông luôn đeo thêm khẩu trang và chọn chỗ rộng rãi, thoáng mát để ngồi nghỉ ngơi. Nếu mà có nắng một chút thì mình sẽ cảm thấy là gì? Không khí nó dễ chịu hơn. Chứ như thế này thì những người mà có bệnh nền chẳng hạn, tức là có bệnh về đường hô hấp thì cảm thấy là nó hơi khó thở một chút. Hà Nội là nói bởi vì nó là đặc trưng của cái thời tiết là nồm ẩm gió mùa mà. Cho nên cứ sau những cái đợt lạnh thì đến những cái đợt mà nồm ẩm mưa phùn. Nhiều người có tuổi ra đường trong sáng ngày hôm nay cũng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu vì thời tiết nồm ẩm bao phủ và kéo dài. Thời tiết nó như thế này, nó nồm này thì rất là ẩm ướt cho nên là sức khỏe nó cũng mệt mỏi. Mà ở đây thì gần đây thì toàn là môi trường người ta làm cũng mệt nhọc đó. Cái việc mà phải đi làm thì cô phải đi thôi chứ còn giờ này nói thật là không ai muốn ra ngoài được. Nhà nồm chảy nước, khó chịu lắm. Cái gì cũng ẩm ướt, sờ và khó chịu. Quần áo phơi thì không khô, cứ càng phơi càng ướt. Thời tiết mà nó khô ráo tí thì là mình làm cái gì nó cũng đỡ ngại. Chứ còn thì ẩm ướt thế này chẳng muốn làm cái gì. Nhưng mà cái việc mình đi, mình vẫn phải đi. Đi tập thể dục thì là buổi sáng vẫn dậy đi tập thể dục. Thế nhưng mà đi muộn, tôi không đi sớm, không ra ngoài đường sớm. Nhất là trong thời tiết, nhưng mà nếu mà có sương mù mà lạnh thì lại càng thì ở nhà chứ tôi cũng không ra ngoài đường. Nồm ẩm khiến cho cuộc sống của gia đình chị Loan trong những ngày qua bị đảo lộn hoàn toàn. Độ ẩm trong không khí cao khiến căn phòng trọ của gia đình luôn ẩm ướt. Chị phải thường xuyên lau nhà để sàn mau khô. Điều mà chị lo lắng nhất là thời tiết nồm ẩm có thể khiến các con mắc bệnh về đường hô hấp. Khó chịu lắm vì con cái nhỏ ốm đau, đêm hôm cháu ngủ ra mồ hôi nhiều nên là ốm đau nhiều, cho nên là vất vả lắm, khổ. Theo cơ quan khí tượng, kiểu thời tiết nồm ẩm sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Khoảng ngày 11 tháng 2, miền Bắc mới giảm mưa, trời hưởng nắng, hiện tượng nồm ẩm giảm dần. Đến ngày 13 tháng 2 sẽ xuất hiện một đợt gió mùa đông bắc. Lúc đó khối khí khô của không khí lạnh sẽ thay thế gió ẩm, hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, đây chỉ là chấm dứt của đợt nồm ẩm hiện tại. Còn khoảng thời gian từ nay đến tháng 4, các tỉnh miền Bắc vẫn còn duy trì nhiều ngày nồm ẩm. Vâng, cái hiện tượng nồm ẩm là cái hiện tượng mà thường xảy ra sau giai đoạn Tết ở các tỉnh miền Bắc và nó sẽ duy trì trong khoảng tháng 2, tháng 3 và thậm chí là cả đầu tháng 4 cũng có khả năng xuất hiện cái hiện tượng nồm ẩm. Và cái hiện tượng nồm ẩm này làm cho cái độ ẩm trong không khí nó ở cái mức cao, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống hô hấp của con người, và vì nó làm cho cái nồm ẩm nó còn tạo điều kiện cho cái vi khuẩn nó phát triển, nó ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp của con người và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và theo nhận định của chúng tôi thì trong cái giai đoạn nửa cuối tháng 2 có khả năng xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ cũng như khu vực Trung Trung Bộ. Để hạn chế tác động của thời tiết nồm ẩm, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đóng kín cửa, tránh tác động của luồng gió ẩm, bật điều hòa chế độ hút ẩm, sử dụng máy sấy để làm khô quần áo. Tường, sàn nhà dễ bị trơn trượt, có thể dùng khăn khô để lau.